Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh youtube Tự Chữ Lành Và Khải rất là vui khi ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe Và trong cái nội dung chính của video ngày hôm nay thì Khải sẽ giới thiệu cho quý vị cách chúng ta sẽ xác định vị trí và cũng như là cái cách chúng ta sẽ tác động vào một bộ huyệt vị Cái bộ huyệt vị này là bộ huyệt vị của phế kinh và tất nhiên cái công dụng của nó là có thể cải thiện được rất là nhiều những bệnh lý về phổi như là ho hen xuyển ho kèm nóng sốt ho có đờm à, vân vân à, tất cả những quý vị mà đang gặp phải những cái bệnh lý ở phổi thì chúng ta tập thiệt bài tập này thì rất là hợp lý và khải cũng rất là hy vọng rằng sau khi mà quý vị xem cũng như là thực tập thì sẽ có những cái chuyển biến rất là tích cực à, có thể những cái bệnh lý là nó sẽ cải thiện và giúp chúng ta có được cái cuộc sống ý nghĩa hơn sức khỏe ngày càng khỏe mạnh hơn và trước khi mà đi vào phần chia sẻ thì cũng rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào cái nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần chia sẻ nha. Quý vị cũng biết rằng trong cơ thể chúng ta thì có 12 đường kinh mạch chính. Và trong 12 đường kinh mạch chính này có một cái đường kinh mạch nó liên quan đến một cái tạng cũng rất là quan trọng trong cơ thể, đó chính là tạng phế. Và cái đường kinh mạch này nó tên là phế kinh, à, tên chính xác của nó là thủ thái âm phế kinh. Và cái đường kinh mạch phế kinh này nó sẽ có một cái khung dự hoạt động riêng. Thì bây giờ Khải sẽ giới thiệu sơ qua về cái đường đi của nó. Thì cái đường kinh mạch phế kinh này nó sẽ bắt đầu xuất phát đi từ huyệt vị trung phủ ở À, cái vùng ngực trái nó sẽ đi vòng lên ở trên cái vùng vai và đi men theo mặt trong của cánh tay nó đi, sẽ đi qua những huyệt vị quan trọng như là xích trạch ở ngấn khuỷu tay xuống phía dưới này nó sẽ đi qua những huyệt vị quan trọng như là huyệt vị khổng tối và như vậy nó sẽ đi xuống dần dần đi men theo mặt trong cánh tay đi xuống những huyệt vị gần cổ tay như là huyệt vị liệt à, huyết huyệt vị à, thái uyên à, đấy và nó sẽ kết thúc tại huyệt vị thiếu thương nằm cạnh cái chân của móng tay cái đó chính là cái đường đi của phế kinh và tương tự như vậy trên tay phải cũng sẽ có cái đường kinh mạch tương tự và phế kinh nó sẽ hoạt động trong khung giờ là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng đấy, nếu mà quý vị để ý thì những quý vị có những bệnh lý về phổi thì khung giờ này à, phế kinh nó thúc đẩy đề kháng cho nên là những cái uh, triệu chứng, những cái biểu hiện à, của bệnh phổi, những cái bệnh liên quan về phổi nó bộc phát sẽ rất là mạnh mẽ như là ho rất là nhiều đấy Thế thì uh, trong Đông y thì uh, có một cái lời khuyên rằng à, nếu mà quý vị đến vỗ phế kinh vào khung giờ này thì rất là hợp lý, đây là một cái cách mà dưỡng cái uh, phế của chúng ta à, rất là tốt. À, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. À, ví dụ như là 3 giờ là sớm quá thì quý vị có thể là 5 giờ chúng ta thức dậy và đánh vỗ vào cái khung giờ này, đặc biệt là những quý vị lớn tuổi ấy. Chúng ta dậy sớm chúng ta tập cái bài tập này thì rất là uh, tốt cho cái cái phổi của chúng ta thì cũng rất là đơn giản thôi. Quý vị sẽ dùng cái nắm tay của chúng ta, à, chúng ta đấm như thế này. Đấy, đấm men theo mặt trong của cánh tay. Đấy, rất là dễ như vậy. À, chúng ta đấm từ cái huyệt vị trong phủ xuống đến cái cổ tay à, là cũng được rồi. Đấy và chúng ta cứ đấm xuống đấm lên như vậy, men theo mặt trong cánh tay không bỏ sót bất kỳ cái vị trí nào. À, cứ như vậy mỗi cái mặt trong cái tay ví dụ như là tay trái chúng ta đấm như vậy khoảng từ 2 đến 3 phút đến 5 phút rồi chúng ta dùng cái tay trái chúng ta làm ngược lại cho cái à, cái đường kinh mạch phế kinh ở trên tay phải đó là cái cách mà chúng ta điều dưỡng à, cái phế chúng ta rất là hiệu quả mà không cần phải tốn à, cái chi phí nào cũng như là không cần phải dùng bất cứ một cái bài thuốc nào cả và như lúc nãy khải có chia sẻ thì ở trên cái đường kinh mạch mà thụ thái âm phế kinh này nó sẽ có những huyệt vị rất là quan trọng có thể cải thiện được những bệnh lý về phổi thì bây giờ khải sẽ chia sẻ với quý vị có ba huyệt vị đấy à, huyệt vị thứ nhất là huyệt vị trung phủ huyệt vị thứ hai là huyệt vị xích trạch và huyệt vị thứ ba là huyệt vị à, khổng tối đây là những huyệt vị cải thiện được chứng minh lý về phổ rất là hay đấy à, thứ nhất thì trung phủ trung phủ thì nó nằm ở chỗ nào trung phủ thì nó nằm ở ngay cái vùng ngực và cụ thể thì quý vị sẽ xác định như sau khi mà chúng ta sờ vào cái vùng này chúng ta sẽ cảm nhận được có một cái xương đòn đây xương đòn chúng ta sờ rất là rõ này để quý vị thấy không xương đòn thì chúng ta dùng ngón tay trỏ chúng ta đặt lên cái xương đòn này chúng ta di chuyển về đến cuối cùng đấy thì chúng ta sẽ chạm đến cái phần cơ delta đấy thì chúng ta sẽ lần ngón tay trỏ xuống phía dưới cái xương đòn này này quý vị thấy này phía dưới cái xương đòn này đây đấy. tức là chúng ta lần ngón tay trỏ đến cuối cái xương đòn và chúng ta dịch chuyển ngón tay trỏ xuống sát phía dưới xương đòn lại sát với lại cơ delta thì đó chính là cái vị trí huyệt vị vân môn nha vân môn Thế thì từ huyệt vị vân môn này chúng ta sẽ đi men theo cái rãnh tức là cái ranh giới của cái cơ delta và cái cơ ngực lớn thì à, chúng ta từ vân môn này chúng ta cứ di chuyển men theo cái rãnh này xuống khoảng là một thốn tức là cái khoảng cách khoảng là bề ngang của ngón tay cái của chính chúng ta đấy, thì đó mới chính là cái huyệt vị trung phụ. À, đó là cách chính xác, xác định chính xác nhất. Còn nếu mà quý vị đã quen á, thì chúng ta xác định cái huyệt vị này cũng rất là đơn giản, là chúng ta dùng cái bàn tay, à, chúng ta dùng bàn tay, chúng ta khép là như vậy và ngón tay cái chúng ta xoay ra khoảng là 90 độ như thế này. Chúng ta sẽ ôm sát vào cái vùng hốc nách và cái ngón tay cái là chúng ta sẽ đặt trùng theo cái rãnh, tức là cái ranh giới của cái delta và cơ ngực lớn đấy thì ngay lúc này cái ngón tay cái đầu ngón tay cái chỉ vào vị trí nào thì cái vị trí này chính là huyệt vị trung phủ Đấy. khải sẽ đính kèm một cái hình ở bên cạnh cho quý vị có dễ dàng là tham khảo tại vì nếu mà xác định chính xác thì chúng ta cần phải cởi áo ra à, chỉ thì quý vị mới xác định một cách nó rõ ràng nhất được và tương tự như vậy quý vị dùng cái cách xác định tương tự để chúng ta xác định huyệt vị trung phủ ở trên vùng ngực phải và huyệt vị trung phủ này là huyệt vị rất là quan trọng của phế kinh đây là huyệt vị có thể chẩn đoán và điều trị được những cái bệnh lý về phổi à, và cái huyệt vị này được xem như là cái điểm đau để có thể là theo dõi cái diễn biến của những bệnh lý về phổi điểm đau tức là sao tức là chúng ta sờ vào chúng ta ấn vào thì chúng ta có thể cảm nhận được chúng ta cũng có thể đoán được rằng là những cái bệnh lý về phổi ấy, là nó có nặng thêm hay không hoặc là nó có đang thuyên giảm hay không, tức là cái điểm đau để có thể nhận biết được cái diễn biến những bệnh lý về phổi. À, và như thầy có chia sẻ thì quý à, vị này là quý vị có thể là chẩn đoán, chẩn đoán và có thể là điều trị được những bệnh lý về phổi. Cho nên những quý vị mà đang gặp phải những bệnh lý về phổi như là ho hen suyễn, ho kèm nóng sốt tức ngực, ho có đêm, viêm phổi, viêm khí quản thì chúng ta có thể là tác động vào huyệt vị trung phủ này và cái cách tác động thì cũng sẽ rất là đơn giản quý vị chỉ cần dùng cái cách xác định cách thứ hai, tức là chúng ta dùng mà tay ôm sát và hóc nách và lúc này khi mà cái ngón cái chỉ vào vị trí nào chính là vị trí huyệt vị trung phủ thì ngay lúc đó chúng ta có thể dùng ngón tay cái cái lực của ngón tay cái chúng ta ấn vào luôn Đấy, ấn, ấn vào như thế này Đấy. và cái lực ấn thì cũng rất là quan trọng à, quý vị phải ấn như thế nào đó để chúng ta cảm nhận là có hiện tượng đắc khí tức là hơi tê, hơi đau, hơi bút một tí. Không phải là bấm mạnh quá, cũng không phải là bấm nhẹ quá. Và khi mà chúng ta bấm như vậy thì chúng ta có thể kết hợp thêm một cái động tác là chúng ta dây xung quanh cái vị trí huyệt vị trung phủ này. À, cứ tác động như vậy khoảng từ 2 đến 3 phút. Và làm ngược lại trên huyệt vị trung phủ, trên vùng ngực phải. Đó là cách đơn giản nhất, dùng tay. Còn những quý vị nào mà cảm thấy tay chúng ta nó yếu, À, thì chúng ta có thể tận dụng những dụng cụ có sẵn ở trong nhà như là những thanh nhựa thanh gỗ à, hoặc là những cái thanh inox à, cái đầu của nó trơn nhẵn nha ví dụ như là cái đủ inox đấy thì chúng ta dùng chúng ta ấn vào ấn khuyệt và dây thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn à, giúp làm giúp là cái tay chúng ta nó đỡ mỏi hơn còn nếu mà quý vị có cái điều kiện cũng như là yêu thích cái bộ môn chăm sóc sức khỏe tại nhà ấn huyệt để tự chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho người thân á thì quý vị có thể là À, sử dụng những dụng cụ chuyên dụng như thế này đây là những cái cây dây huyệt à, ví dụ như đây là, đây là cái cây dây huyệt bằng nhựa cao cấp nha bằng nhựa thì cái đầu của nó khoảng là 10 mm nó trơn nhẵn nó tròn như vậy thì chúng ta có thể dùng chúng ta ấn khuyệt đấy thì cái dụng cụ này thì nó sẽ chỉ có chức năng là dây ấn khuyệt được mà thôi cái đầu này cũng dùng được trên những cái vùng cơ lớn như là vùng cơ trên cái vùng vai hoặc là vùng lưng vùng mông chẳng hạn à, hoặc là cái kheo chân để có thể tác động những huyệt vị cải thiện được những bệnh lý đặc biệt là những bệnh lý về thần kinh tọa đấy đau lưng thần kinh tọa. Còn đây là cái dây cái huyệt nó cũng sẽ có hình dáng tương tự như vậy nhưng mà cái thân của nó được làm bằng sừng bằng sừng thì nó sẽ giá trị hơn. Còn cái đầu này được làm bằng kim loại bạc nguyên khối nó cũng sẽ có đường kính là 10 mm. Thế thì À, nó sẽ có thêm một cái công dụng nữa đó chính là nó sẽ đào thải được những cái loại phong hàn phong nhiệt phong tà hoặc là những cái độc tố trong cơ thể ra à, thì quý vị cũng đã biết là từ xưa ông bà à, của chúng ta đã dùng cái cách là à, chữa bệnh bằng cái cách là dùng cái quả trứng và đồng bạc đấy rất là hay rất là hiệu quả và như vậy thì chúng ta cũng thấy rõ ràng bạc là một cái kim loại rất là thân thiện với cơ thể và nó có cái công dụng để chữa bệnh. Cho nên hãy dùng kim loại bạc này để làm cái, cái cái dây huyệt để có thể ấn trực tiếp vào da của chúng ta. Nó vừa có cái công dụng là đã thông huyệt vị và vừa có công dụng là trục những cái độc tố ở bên trong cơ thể ra bên ngoài. Thì thực tế thì khi mà quý vị dùng cái dây huyệt bạc này chúng ta dây trên cơ thể dây huyệt thì ngay dưới cái vùng mà chúng ta dây đó là sẽ xuất hiện những cái vệt màu đen. Thì cái vệt màu đen này chính là cái phản ứng của bạc với lại phong hà tà khí thì quý vị có thể là dùng khăn chúng ta lau sạch đi và những cái vùng mà nó sẽ rất là dễ có cái hiện tượng này như là cái vùng lòng bàn chân tại vì chúng ta đi dưới đất Đấy, hoặc là cái vùng cổ vai gáy vùng da mặt thậm chí là có rất là nhiều quý vị cái vùng da nào chúng ta làm cũng đen cả thì chúng ta cứ kiên trì làm mỗi ngày Đấy. À, hoặc là chúng ta muốn trục nhanh hơn thì có sẽ có cái cái, cái dụng cụ này chính là cái bọ cạp bằng bạc thân cũng làm bằng sừng và có hai cái đầu bạc để chúng ta giúp trục cái độc tố những cái phong hàn tà khí ra nhanh hơn đây, đây là những cái dụng cụ nó rất là giá trị nha quý vị thế thì quay lại với cái uh, nội dung chính của cái video ngày hôm nay thì cái cách tác động huyệt vị là như vậy quý vị có thể dùng tay để dây ấn hoặc là dùng cái dây huyệt à, dùng dây huyệt tận dụng có sẵn hoặc là dùng dụng cụ chuyên dụng như là Khai đã có giới thiệu ở đây là ví dụ như là dùng cái cây này thì chúng ta cầm chúng ta ấn huyệt tại trung phủ này Vân Mông lần xuống một thốn đây chính là Trung Phủ thì dùng cây dây huyền này chúng ta ấn như thế này Đấy. ấn vào dây thì nó sẽ dễ dàng hơn động tác sẽ đơn giản hơn đỡ mỏi tay hơn Đấy. hoặc là chúng ta dùng cây loại dây huyệt bạc này chúng ta ấn tương tự như vậy và nếu mà quý vị dùng dây huyệt bạc thì chúng ta nên cởi trần tác động trực tiếp lên da thì để cho cái công dụng là trục cái phong hành tà khí nó phát huy cái tác dụng hoặc là cái dụng cụ này thì quý vị có thể dùng cái đầu này chúng ta ấn huyệt được nha này cái đuôi của cái con bò cạp đấy chúng ta cầm cái này chúng ta ấn đấy thì nó rất là 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 tiện dùng rất là dễ còn cái đầu này chúng ta có thể dây dùng cổ này đấy mặt này trán này lòng bàn chân đấy chúng ta dùng để dây dọc theo cột sống thì càng tốt à, hoặc là chúng ta sẽ vỗ huyệt à, vỗ huyệt cũng là một cái thủ pháp có thể đã thông được vị vỗ thì chúng ta dùng cái nắm tay chúng ta vỗ như thế này đấy chúng ta vỗ như thế này vỗ như vậy khoảng 20 đến 30 cái như vậy vỗ một cái lực vừa phải nha quý vị vỗ nhịp nhàng như vậy mỗi bên làm khoảng từ 20 đến 30 cái và làm ngược lại trên cái huyệt à, vị trung phủ ở trên cái vùng ngược phải và ngoài những cái cách tác động huyệt vị, vị bằng tay hoặc là bằng dụng cụ thì quý vị có thể là dùng thêm một cách nữa là dùng nhà cứu. Đúng ra thì có một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật châm. thì quý vị thường nghe một cái cụm từ là châm cứu đấy. Thì nó sẽ có hai phần dùng kim châm và dùng ngải cứu để cứu. Thì kim châm là một cái phương pháp, một cái thủ pháp mà phải được những người có chuyên môn cao thì mới làm được cái phương pháp này, cái kỹ thuật này. Dùng kim để châm vào huyền vị. Còn ngải cứu là dùng cái điếu nhang được làm từ cây ngải cứu như thế này đây quý vị, cái này thì quý vị thắp đỏ lên và chúng ta hơi trực tiếp vào huyền vị thì gọi là kỹ thuật cứu cho đông y nó sẽ tương tự như thế này là cái điếu điếu ngải như thế này Đấy, à, trước đây thì người ta dùng cái lá ngải cứu khô người ta dùng giấy người ta cuốn thành những cái điếu và người ta đốt thì người ta hơi vào huyền vị còn như ngày nay thì được sự hỗ trợ từ máy móc thì khai đã làm ra được những cái điếu như thế này đây cũng là lá ngải phơi khô và xay thành bột và dùng máy để đúc thành những cái điếu như thế này để tiện cho cái quá trình chúng ta sử dụng chúng ta cầm điếu ngải như thế này thắp đỏ lên à, chúng ta thắp bằng cái bật lửa khò hoặc là bếp ga để cho nó cháy nhanh hơn thì sau khi nó cháy chúng ta dùng cái ngay cái đầu này chúng ta hơi gần vào huyền vị thì đây chính là kỹ thuật cứu thì à, tại sao lại dùng cái lá ngải cứu mà không phải là cái lá khác thì tại vì ngải cứu là nó thơm nó sẽ có tính chất là nhẹ và nó bay lên thì ứng dụng cái tính chất đó theo cái nguyên lý là đồng thanh tư ứng đồng khí tương cầu thì nó sẽ bay nhẹ bay lên như vậy thì nó sẽ mang những cái ếch trượt ở, ở trong cơ thể chúng ta à, thoát ra bên ngoài đấy à, có thể chúng ta tròn thêm những cái nguyên liệu khác nó có tính chất tương tự như vậy cũng được đấy, thì quý vị dùng ngày cứu để hơi nóng nếu mà quý vị sợ bỏng thì chúng ta dùng thêm cái dụng cụ này là cái ống hơi ngải cứu thì dùng rất là đơn giản sau khi mà quý vị mua về chúng ta có cây sắt này đây nó cũng sẽ có sẵn ở trong cái ống này, này. chúng ta cắm vào như vậy thấp đỏ lên và cho vào cái ống hơi này đấy thì chúng ta đặt vào chúng ta hơi mà thôi và tất nhiên là chúng ta cần phải cởi trần nha à, hơi trực tiếp trên da chứ không phải là qua lớp áo qua lớp áo thì nó sẽ không có hiệu quả thậm chí là nó gây cháy áo thì nó sẽ gây nguy hiểm còn cái ống hơi này là quý vị yên tâm chúng ta dùng là nó sẽ không có bị bỏng da và chúng ta dùng được những cái vị trí khó như là vùng cổ gái hoặc là vùng lưng. Chúng ta tự hơm, ngại cứu mà không cần phải nhờ phiền đến người thân. Thì đây là một cái cách rất là tiện nha quý vị. Quý vị thông cảm tại vì cái huyệt vị này là huyệt vị đầu tiên cho nên Khải đi nó sẽ hơi lâu hơi kỹ một tí. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua huyệt vị thứ hai đó chính là huyệt vị Xích Trạch. Đây là cái huyệt vị cũng rất là quan trọng của phế kinh. Nó sẽ nằm ngay trên ngón khuỷu tay, nằm ngay chỗ này. Đấy. Thì chúng ta đo từ huyệt khúc trì vào khoảng một thốn thì đó chính là huyệt vị xích trạch. Thì đây cũng là huyệt vị cải thiện được những bệnh lý về phổi cũng rất là hay như là ho hen suyễn, ho kèm nóng sốt. Và do là huyệt vị xích trạch này nằm ngay trên ngón khuỷu tay cho nên là khi mà chúng ta bị đau nhức khuỷu tay, bị tê bị cánh tay tác động vào xích trạch cũng sẽ có cái hiệu quả nha quý vị. Đấy về cái uh, cách tác động thì quý vị cũng sẽ tác động tương tự như là quý vị trung phủ đây dùng tay để ấn này dùng dụng cụ có sẵn hoặc là dụng cụ chuyên dụng như là những dụng cụ đây giải huyệt giải huyệt bạc vân vân hoặc là đối với cái đối với cái huyệt vị xích trạch này chúng ta có thể dùng thêm một cái dụng cụ nữa đó chính là cái cái búa đây quý vị bình thường là chúng ta dùng tay chúng ta đánh vỗ thì chúng ta dùng cái búa này nó sẽ tiền hơn đây chúng ta vỗ nhịp nhàng như vậy dùng búa thì nó sẽ tiện hơn và chúng ta cũng có thể dùng búa này để đánh vỗ lên tác chặt cả những huyệt vị trên cơ thể đặc biệt là những cái vùng mà như là vùng lưng này đánh vỗ rất là thoải mái à, để lưu thông khí huyết và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có thể dùng ngải cứu được Đấy. À, đặc biệt là những quý vị mà bị đau nhất cái khớp khớp tay này thì dùng ngày cứu nó giảm đau cũng sẽ rất là hiệu quả tiếp theo là huyệt vị, vị khổng tối huyệt vị, vị khổng tối thì chúng ta sẽ xác định như sau đây là ngấn khuỷu tay đây đây là ngấn cổ tay chúng ta sẽ chia ra có một cái điểm ở giữa thì từ điểm ở giữa này chúng ta dịch chuyển lên phía trên tức là cái phía ngấn khuỷu tay khoảng là một thốn thì chúng ta sẽ có được huyệt vị, vị khổng tối nằm ngay chỗ này thì đây là huyệt vị nó rất là hiệu quả cho cái việc là cải thiện được những bệnh lý liên quan đến phổi đặc biệt là ho thậm chí là ho ra máu thì cái cách tác động huyệt vị khổng tối thì quý vị cũng sẽ tác động tương tự như là trung phủ và huyệt vị xích trịch vậy nha quý vị huyệt vị khổng tối này quý vị để ý là cái chúng ta xác định vị trí mà thôi tức là cái khoảng cách này chúng ta sẽ chia ra cái điểm giữa và chúng ta dịch chuyển lên phía trên này có là một thốn và quý vị lưu ý nó không phải là nằm ở giữa mặt trong mà nó nằm nghiêng nghiêng về phía trên này này nghiêng về phía trên này đó là khổng tối nha và như vậy thì vừa qua khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách chúng ta đã xác định vị trí và tác động vào một bộ huyệt vị của phế kinh đó là trung phủ huyệt vị xích trạch và huyệt vị khổng tối đây là một cái bộ huyệt vị rất là hiệu quả để giúp cho quý vị có thể cải thiện được những bệnh lý về phổi giúp phổi chúng ta nó sẽ tốt hơn khỏe mạnh hơn À, hy vọng rằng những thông tin khải chia sẻ sẽ là những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị có thể cải thiện được cái sức khỏe tại nhà mà chúng ta sẽ hạn chế tối đa được cái việc đưa thuốc vào cơ thể. Tuy nhiên đây cũng là một trong rất là nhiều những phương pháp khác nhau và khải có một lời khuyên rằng khi mà quý vị cảm thấy là trong cơ thể của chính mình có những dấu hiệu nào bất thường thì cái việc đầu tiên chúng ta nên làm đó chính là đi khám. Cái việc đi khám thì nó sẽ giúp cho quý vị có thể là phòng tránh được từ xa tránh khi mà chúng ta chủ quan bệnh tật diễn biến nặng hơn thì chúng ta điều trị nó rất là khó cái việc đi khám ở bệnh viện tây y hay là đông y là tùy vào niềm tin của quý vị đặt ở chỗ nào mà thôi tuy nhiên là nên khám ở những nơi bệnh viện lớn bệnh viện uy tín à, từ đó thì bác sĩ sẽ theo dõi và sẽ đưa ra phát đồ điều trị thích hợp nhất còn đây là một cái phương pháp trong tất cả những phương pháp khác nhau mà quý vị có thể tập thêm để giúp cái quá trình chữa lành bệnh nó diễn ra được nhanh hơn À, như vậy thì à, nếu mà quý vị có những thắc mắc gì thì có thể là để lại phía dưới phần bình luận video khải sẽ cố gắng đọc và giải đáp ngoài ra nếu mà có cái nhu cầu sử dụng những dụng cụ này à, những dụng cụ khải nhắc tới trong chương trình như là dây huyệt thường này đấy đặc biệt là cái dây huyệt bạc được làm bằng sừng này rất là giá trị nha đấy hoặc là cái bọ cạp bạc này đây những dụng cụ rất là giá trị hoặc là cái búa lớn để đánh vỗ này hoặc là cái nhang giải cứu này đây nhang cứu hoặc là cái ống hơi này đặc biệt nha ngày cứu này là khải tự sản xuất này khi mà quý vị mua số lượng lớn thì khải sẽ có một cái giá rất là ưu đãi nha ngồi ra sẽ có những dụng cụ khác như là cây lăn đôi này đây chúng ta lăn trên những vùng như là cổ vai gáy lăn tay chân để lưu thông khí huyết đã thông được kinh mạch sẽ cải thiện được những bệnh, bệnh lý như là tê bị chân tay vân vân thì quý vị có thể là liên lạc trực tiếp với khải thông qua thông tin khải có để phía dưới màn hình đấy à, vào dây hành chính thì chúng ta có thể gọi điện trực tiếp còn ngoài dây hành chính thì chúng ta có thể nhắn tin vào zalo viber hoặc là đặt hàng trực tiếp thông qua cái website à, website thì sẽ có nhân viên tư vấn và giao dụng cụ đến tận tay cho quý vị à, quý vị yên tâm đây là dụng cụ chính hãng và sẽ được hỗ trợ bảo hành nếu như mà có lỗi của nhà sản xuất quý vị chỉ cần à, nhắn tin zalo và chụp hình gửi lại cho khải thì khải sẽ đổi cho quý vị một cái mới yên tâm nha à, bây giờ nếu như còn thời gian thì khải sẽ với quý vị dành ra thêm một ít thời gian nữa để có thể nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông để bất kỳ khi nào mà khải ra video mới thì chắc chắn sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn là miễn phí bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo